cả nhà theo dõi video của mình sẽ biết đây là chị Thu Thuận, chủ spa Thu Thuận nha. Chị ông bên em có qua chị hút mụn này, cái trắng mặt thì đây cả nhà thấy quá ưng ý luôn ạ. Em ưng ý rồi này, nhưng mà mon vẫn còn có mấy cái nốt ruồi ghét quá, vậy nên hôm nay phải chị Thuận qua tẩy tiếp. Em yên tâm nha, chị sẽ làm hết sạch cho em luôn. Đọc địa chỉ em ơi. Đây là phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, với số điện thoại là 0862613. Có nhu cầu đến đây làm đẹp thì hãy gọi điện trước để mà đặt lịch. Để cho số điện thoại bao nhiêu chị Tổng? Số điện thoại là 0862613626. Ở đây là mình có hẳn 2 tầng hả chị? Đúng rồi, bên nhà chị có 2 tầng. Tầng dưới là chuyên chăm sóc da mặt. Bên này các bạn ấy gội đầu massage. Tầng bên mời em vào đây. Tầng 2 là chuyên phòng kỹ thuật của chị. Là điều trị lám và điều trị tí mồ hôi lách và phun xăng phong thủy. Đây là những cái sản phẩm mà chị Thuận đang bán, như kiểu serum này, serum để trị nám này, rồi là kem chống nắng này, rồi là mấy cái đặc trị hôi lách, đặc trị hôi lách và thuốc phục hồi da. À cái này là để lăn hả chị? Cái đấy bôi nó là bằng nước. Đấy, bạn Nga Dung Mô cũng đang điều trị thuốc lám cho mình đấy. Da cũng rất chi là ok và hiệu quả nhé. Xin dung độc quyền bên nhà mình đấy. Còn cái này là dành cho cắn mày râu hả chị? Cái này bao nhiêu tiền? Cái nữ cả nam. Cái nữ cả nam. Cái này bao nhiêu tiền đấy? Cái đấy rơi vào có 200. Cái này 200 thôi cả nhà. Và đây là công dụng khử hôi nách, hôi chân, giúp kiểm soát mồ hôi dày, cánh tay, bàn chân khô thắng, hết thâm, sáng da. Cái này là bạn nào hôi nách thì hãy liên hệ chị Thuận nha. Để tự tin hơn khi mình giơ cánh. Cái này là thuốc mụn này, những cái thuốc mụn này cũng rất chi là tốt này. Những cái bạn mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ đến spa Thu Thuận đều chữa được hết. Đây, còn đây là thạc sĩ Ngô Văn Hòa. Bác đang là thạc sĩ và bác sĩ ở làm tại Viện Da Liễu Quân Y 103. Bác hiện tại vẫn đang hoạt động ở Viện Quân Y 103 và bác đang chuẩn bị thi lên tiến sĩ. Mình đã học của bác da nghề và đây cái thuốc mặt nạ serum đầy đủ và những cái dòng thuốc của bác cũng là bác sẽ đồng hành với spa Thu Thuận trên con đường đặc trị lám, nhất là đặc trị lám và trị hôi lách. Đi tìm luôn và chị nó thành em lên giường. Em lên thớt hả chị? Mon đang đợi chị Thuận chuẩn bị nguyên liệu để mà ủ tê. Rồi lát nữa xong xuôi rồi hai chị em mình sẽ đi kiếm một món đặc biệt mà từ nhỏ tới lớn Mon có ăn rồi nhưng mà bây giờ lâu lắm rồi không được ăn, chị em thèm. Đấy là món đấy gọi là món gì? Lát nữa không biết. À, bí mật. Trước khi mà để chị tẩy nốt ruồi cho em ấy thì là chị sẽ làm cái bước ủ tê và tẩy qua cái quẩn lên cho em rồi. Lát chị sẽ tẩy nốt ruồi. Em cũng muốn tẩy nốt ruồi. Lát chị sẽ tẩy hết. Chị có nốt ruồi đâu mà tẩy. Không có nốt ruồi nhưng mà tàn nhang thì cũng mờ mờ. Mới xài có hai ngày hai buổi đêm mà. Cái xấu xấu luôn. Trước khi tẩy nốt ruồi. Sao mình chảy máu hả? Chị sẽ sát cho em là những cái nốt ruồi này. Thôi ở mắt này để đi chị. Ok, đây này. Đúng rồi, nốt ruồi dưới mắt đẹp. Nốt ruồi dưới mắt đẹp nhưng hay khóc nhỉ. Cái này thì để cho duyên nhá hay là đúng rồi. Để đi chị. No, cái này là nốt ruồi duyên nè. Rất là duyên này, em nhìn vô nè. Ta phải đi chấm cái này, chị chấm cái này và chấm cái này nhá. Cái này. Có ở giữa mặt, giữa trán nữa này nhưng mà Mon đã từng đi để một lần rồi nhưng không hết. Hôm nay đến spa chị sẽ làm hết cho em luôn nha đây. Ủ tê nè. Đây mình thì mình cũng muốn tẩy cho bạn những cái lỗ này nhưng bạn bảo lỗ rồi tiền thì thôi mình để dành nhé. Thế thì có một. Cái này là cái bị tăng sắc tố chứ không phải cái nước này đâu. Đây.
Cái đấy sau chị sẽ về điều trị thuốc kiểu bạn Nga ấy, hết mở hết những cái lá ở đây này sẽ đẹp. Còn bớt lại hai cái lỗ này và hai lỗ này đấy. Mình cũng nhiều chuyện nè. Mình cũng có một cái nút cười, hai cái nút cười. Hai chị em. Ba chị em luôn. Ba chị em cười thế luôn. Em đói bụng lắm rồi, làm nhanh nhanh đi. Làm nhanh nhanh, đói bụng lắm rồi. Bữa nay là hôm nay là luôn quá đuối rồi, quay mấy ngày nay là cho nên Mon với lại Nga là sẽ hỗ trợ cho nhau để quay với nhau một ngày. Để luôn ngủ. Để luôn nó ngủ, sáng giờ luôn nó đuối lắm rồi cả nhà. Chạy chạy, em nói nhỏ nè. Dạ. Gì? Làm đi chị. Đúng rồi. Cho chị đúng rồi. Đúng rồi. Làm luôn. Ủ môi. Đó chị thử cái dán cái miệng Mon vlog này coi chị coi xinh không chị. Mon ơi chu cái miệng ra xem nào em. Đó, đúng rồi đó chị. Đó, vô. Cái miệng xinh thế, lá thì mất xinh rồi nhỉ. Chu chu ra vậy mấy anh chàng khán giả mà đăng ký kênh em thích lắm ấy. Mi gió rồi nào, giống sa la rồi nào. Mi gió là sao? Mi gió làm sao? Mi mi gió rồi. Không biết đâu. Mà nghe cũng được ủ nè. Bảo mi gió là không biết làm cái gì đâu. Mi gió là hồi nhỏ là em chia ra mi gió mấy đứa em hỏi em á, nhỏ nhỏ em nuôi em hay hung quá chị, gọi là mi gió hoặc là lấy tay về nè. Mà thế gọi là mi gió. Dạ mi gió là từ xa xa mi gió à, nè mon làm nữa đây à. Đấy gọi là mi gió, cái đấy là hôn xa. Hôn xa hả? Ngoài Bắc gọi đấy vậy. Dạ hôn xa đi, hôn môi xa. Hôn môi đâu chị, tưởng hôn môi xa em xem cái nào. Ở miền Bắc mình gọi là hôn môi xa là như này. À, hôn môi xa. Hôn môi xa, hôn những cái nhớ ngút ngàn. Chắc chắn là không đau. Mòn đen sợ à? Không thật nào. Nó rút ruồi là nhẹ nhất trong tất cả các loại làm đẹp. Nó rút kiểu cái kim chích thôi. Giống cái kèm cắn. Nhưng mà nằm đấy. Nằm thật đấy hả? Có bị tối giá không? Không. Ok chị ạ. Đang cái lỗ rời đen xì này tí em soi thì là cầm luôn em cái này đi chị nha. Dưới bắt đèn lỗ rời của em đâu rồi à. Từ để em lại tinh thần chị bắt đầu làm nha. Dạ. Đau không em? Không. Đấy. Chả cảm giác gì. Cái này nó nhẹ nhàng như không mà không đau đâu. Em chỉ ngửi thấy cái mùi thịt cháy thôi. Đấy, chị đang lấy cho bằng hết cái chân này thôi nè, cái chân này nhìn nè. Đấy, hay nhỉ. Nè, cái chân này. Đó. Ồ. Đó, nhìn thấy chưa, hết chân luôn. Xong lại nhớ cái lỗ ruồi quá mà không còn nữa. Chả gần rớt gì hơn ạ. Bắn lỗ ruồi này là nó nhẹ nhất trong các loại làm đẹp rồi. Giờ công nghệ nó hay quá chị ạ. Thế là cái bà lúc trước em ở bên Hàn Quốc bà tẩy nó rồi cho em bái bịp này, rồi. Chân bếp em mà. Này nhìn cái chân chưa? Đây. Nga nhìn thấy chân chưa? Này. Đó, cái chân đó. Cái chúng đợi nó bong ở đó như là một cái lớp mà ghẻ mà nó khô lại cái mình gỡ ra hết. Đúng rồi. Chị Nga nói lớp ghẻ. Ngày xưa Nga bị chảy cái lớp. Tao bảo là lớp sừng. Không đau tí nào đúng không? Dạ, không? Bình thường như không. Đấy, cái chân của nó này. Đấy, cái chân này. Thấy chưa? Cái chân đó. Dạ. Đen xì luôn này. Cái chân này. Nó rồi cũng lên. Có chân ạ. Có chứ, nó phải hết được cái chân nó sủi đen xì thì nó mới hết được. Đấy, cái chân đó. Lấy hết cả chân. Ra hết mấy cái đen đen đó chị ạ. Đấy, chân nè. Chân nè. Ôi, một cục luôn. Đó, chân á. Một nốt này, nốt trên này để dành nha. Hẹn nó dưới nè. Đấy, gần ra hết chân này.
chân này, cái chân của nó này. Không cảm giác thì luôn cả nhà. Không đau. Và nhìn chân nhỉ. Đấy. À. Chân đó. Ok. Đấy, xong khi tẩy xong là tra cái thuốc chống sẹo này vào. Có đau không? Giật mình. Giật mình rồi. Chứ không đau đúng không? Đấy, cái chân này. Của em nó nhỏ xíu mà. Nó nhỏ hơn của Mon. Mon to hơn. Lên hết chân luôn. Nè, lên được cái chân luôn nè. Nha. Chân đen xinh. Hello chị cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Mon Vlog. Bây giờ thì Mon đã tẩy với chị Nga, tẩy nước rửa xong rồi thì bây giờ bắt cóc chị Thuận để mà đi ăn. Xin chào cả nhà nha. Bác sĩ spa này quá là tuyệt vời cho nên mình phải bắt cóc đi ăn thôi. Bây giờ chị đói chưa? Cũng đói lắm rồi đây nè. Đây chị ơi, đó em. Chị đói thì thấy mọi người đó là mình cũng đói lắm rồi đây nè. Mình đi kiếm một cái gì đó để mà ăn để xem là hôm nay ăn món gì ngon nha. Let's go. Cái trắng cá cô lắm là gì? Đấy. Giờ sau này em không sợ đen nữa. Đã có chị Thuận rồi. Đã có chị Thuận rồi nhưng mà giờ chị Thuận này chuẩn bị đi ăn rồi, thay đồ rồi. Giờ ba chị em cái khế mình đi thôi. Cả nhà ơi, bây giờ thì ba chị em mình chuẩn bị đi kiếm cái gì đó để ăn. Được cái là spa của chị Thuận là gần chỗ đầu thị luôn, vậy nên sẽ đi vô chợ để kiếm cái gì đó ăn nha. Hello cả nhà. Bây giờ ba chị em mình sẽ đi vô chợ để mà kiếm cái gì đó để ăn nha. Chị Nga muốn ăn gì? Ăn cái gì cũng được. Chị Thuận ăn. Món thì là ăn món đấy thôi chứ bây giờ mình đang đói lắm rồi. Ok. Thân thiên quá à. Đây là hai chị em gì nha, chị em mình sau này cái gì có nhau. Bốn chị em mình luôn nha. Thêm đồng bọn nữa nè. Đây. Ờ chợ này buổi trưa mát mẻ quá ha. À, cái là vòng chợ nè Mon. Thương hiệu khác với các chợ khác là ngày xưa là cái bãi Tam Ma ấy. À là, đây là em nhìn xem. Ôi trời đất ơi. Lại chợ luôn. Ba ơi, vậy là buổi tối là ở đây. Trời ơi, ai nghe nhỉ. Xây cả miếu thôi. Các khác với các chợ khác là chỗ đấy rất nhiều người. Nhưng mà có linh không? Không phải xe nổi với con gà kìa. Ôi, nghề của chị Thuận ngày xưa. Chị Thuận ngày xưa thì mình cũng đi bán gà. Đúng rồi. 25 trong nghề gà đấy. Nghề của... Được gọi là một cái video mà mấy triệu view. Được bao nhiêu triệu view rồi chị? Được 1920 triệu. Bao nhiêu? Không, ý là em nói là cái video bà đồng nát. Bà đồng nát được bao nhiêu triệu view rồi? 4 triệu view rồi, kinh không? Bà đồng nát. Bà đồng nát nha. Mà cô đứa chị à? Cô đứa trẻ đây đâu chưa? Đâu? Cô bảo được bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu tiền một ly chè á? 10.000. Ôi, thế. Ngon không? Chè cô bán có ngon không? Ok, nổi tiếng. Cái ăn đi rồi biết. Rồi, cô cho con mấy ly. Chị ăn đi. Bà là nổi tiếng chè. Nổi tiếng chè. Nổi tiếng chè luôn ạ. Rất là ngon luôn. Ô Mon ơi, cái món chè bắp này rất là lâu rồi không thấy nè. Ăn đi. Dạ. Ăn đi, con ăn thiệt luôn bà ơi, ăn mà đi. Không ăn được. À, lấy cho con bóng cốc chè nhá. Nhà nó là một khu bán gà này, bán rau riêng này rồi lác đác của mình quán đồ ăn vặt. Cái này khá là thú vị đấy cả nhà. Chào cô. Quá mẹ không đi du lịch cái đâu kia thế. Dạ. Cô nhà mình bán gì á? Đây đọc. Có bán đây lâu chưa cô? Có bán lâu rồi. Cô này bán có tên là gì? Bán 21 tên là cô. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 50. Năm nay 61 rồi. Cô bán đây có bán được nhiều không ạ?
có ốc luộc nè Mon ơi. Cho cháu một bát ốc luộc và tim luộc nha. Cho con một cháo thịt. Rồi con cháo thịt. Mấy quả trứng mà trứng ốc. Mon đang tính là quất 30 quả trứng ốc. Chị em mình sống khổ với nhau nhé. 30 quả trứng ốc. Chị yêu nhau ra. Rồi, chị em món lấy được mà chị cũng ăn. Rồi. Không cân hết chị nha, chị đó. Hôm nay chị em mình là thử thách cho bản thân mình là ăn mỗi người tầm chục quả trứng. Không đâu. Em ở đây là vào buổi, ở đây là vào buổi sớm. Sớm là các bà vẫn chưa ra bán hàng, chứ nếu mà tầm độ 4 giờ 4 rưỡi là quán rất đông. Em ơi, cô bán hàng vì đam mê thôi. Cô ơi. Chứ Ôi ơi, đi buôn điện thoại với trai rồi. Phát hiện ra rồi nha. Đây là trứng cút. Cút nõn nè, thôi cô nằm cho. Cứ ăn dần dần nên nó mới ngon. Cô lên hết đồ cho tụi con nhé. Để ốc nhá. Dạ. Để quay đi. Dạ vâng, đúng rồi cô. Ok nha. Ok nha. Được rồi. Là đây cô. Từ một tô đây cô bán bao nhiêu tiền cô? Cô bán 15.000. À 15.000. À cái này là 6 thịt hả? Cá thịt. Đây cô thấy dăm mấy hình đó. Bình tĩnh đó. Mon làm một bát ngải cứu với trứng lộn đi. Vâng, cho con thử một bát đi. Rồi. Rồi đây cháo của mình đây. Được, còn thích cho cháo. Bán chị bán hàng ở đây cả ngày ạ. Cô bán cả ngày mà. Chưa đến cô không ngủ ạ. À? Có, tí nữa nó ra thì mới được ngủ. À thay phiên hả? Thay phiên. Ngon mà, ở đây kìa. Cho con nhiều cháo xíu con. Con lấy bụng quá. Ok nha. Trời, đi rửa muỗng với cô luôn hả? Em đi rửa muỗng cho nó sạch. Để ngoài em sợ nó bụng. Đúng rồi, mò này rất là vệ sinh. Bao nhiêu ạ? Một bát này 15.000, 2, 4, 6, 8, 10, quả 15.000. Còn cái này là trứng vữa đấy ạ? Trứng ốc. Trứng ốc ạ? 5.000 một trái. Năm nghìn một trái là 5.000 năm trái. Năm nghìn một trái. À. Còn có là bún xương, cháo chai, cháo thịt, trứng lộn. Cho con một tô bún xương đi con. Được chị. Bún bò. Món ăn bún bò nhá. Giờ chứ còn chả nữa. Thôi để em để bụng để em ăn từ từng món từng món. Chị kia đâu? À đang chạy bên kia. Không kệ nó mua nó mang về cho các bạn kia ăn cùng. Nó còn về còn mình nào. Mình lấy mình ăn xong chứ. Đây là chè, chè này là chè thập cẩm. Mình đánh đều lên. Vô chị. Chị em mình sướng khổ có nhau. Chè ở Đục Thị nổi tiếng nha. Nhà bà múc một bát xương này cho ngon nhé. Cô cho con này bún đi mà. Cô cho con bún đi cô ơi. Anh Dũng đang ăn Dũng ngay mà. À, nào vô chị. Vô. Bây giờ hai chị em mình sẽ ăn thử chè này nha. Xin mời cả nhà nhé. Nãy mong có ăn vụng một miếng rồi nhưng khá là ăn vụng cái cùi dừa. Ngon á, ngon chị. Chè có cả sữa chua rất ngon. Chị Nga ăn thử miếng con. Xin. Có nhạt thì nó dễ ăn nhỉ. Ngon nha. Có 10.000 một cốc. Ấy u, trời mưa rồi. Chưa đâu, cái gì nhỉ? Hai bên đây cô đang làm hấp hấp. Dạ. Đó là phát ra đi ăn luôn. Ê ngon, chè ngon nha. Ủa bà kia mua 4 tô chè, 4 ly chè rồi. Mang đi, để bọn mình ăn. Chả nướng hả cô? Nó mang về cho nó ăn ở nhà. Dạ. Chả nướng cũng đâu em nhá. Dạ. Chả nướng cũng đâu. Dạ. Rồi cho con một quà. Đây trứng lộn là Mon hấp đi. Mạnh lên, mạnh lên. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Ngon. Ngon. Chị có thấy em có sướng hút không? Có sức hút không chị? Để chị bóc cho Nga. Không được rồi, em tư được. Cổ tư con bé. Một tay vừa quay vừa. Ngon quá. Trứng. Ông sao? Ăn thì quả đây cũng hộ cô nha. Dạ. Đúng ớt đi con. Bạn đấy là ở trong Tây Ninh đấy cô ạ. Là tận đây đấy. Ta tận đây để ăn quả trứng cái này bát cháo nha cô đây này. Chè này. Món ăn đi. Bây giờ đây để em. À hình như em bóc lộn rồi. Bóc lộn đầu rồi. Cô làm gì cô? Là muốn ốc đâu có đúng không? Đúng. Này Nga đâu? Em này, ô em xin. Ăn đi. Coi chị Nga có sức hút không? Không phải. Đây chị. Đây chị xin. Ăn cái trứng này cùng với mẹ
chị em mình muối gừng này, muối gừng này các bạn này. Ở ngoài này mình đi mình mới biết đây gọi là trứng ốc, trứng ốc ở trong em gọi là trứng vữa. Đầu tiên chị có gọi thì chị cần bảo là trứng ung, trứng ung. Sao bà gọi đây chị Nga để em đút chị nhà ăn trứng ốc mình nhé, đút chị Nga nhé, rất ngon luôn đấy. Nhưng mà ngon ở đâu nè, mà nước mắt đánh chảy là ngon chưa mời cái nhà nha. Đây cho Nga miếng này. Ăn đi chị Nga ơi, bạn Nga vất vả phải quay. Ê, trứng này ngon nha. Mời cả nhà nha. Ừ, ngon cực mà béo nhỉ. Em à, từ đầu là em tưởng trắng. Là cái này không ăn được cơ. Đây, chị Nga. Nga tiền cháo trắng. Cảm ơn em. Ôi, béo quá. Ngon không? Đấy. Mà cho em cho em nhập cuộc với mọi người luôn nha. Ừ. Okay. Đây, mời cả nhà nha. Để cho Nga cái thìa con. Đây, để chị lấy cho. Cá bóng kìa. Vâng. Có cả cá bóng. Ngon. Em ăn cháo không? Dạ em không ạ. Không. Đây. Ngon quá chị. Thôi em để ăn đi trứng, tới là để ăn nhau. Quyết tâm sứ khổ của nhau. Rồi, cả nhà ơi, cảm ơn cô. Thả đây, con cảm ơn. Không sao đâu. Được. Mời cả nhà nha. Ăn cùng với sung không? À, ăn cùng với sung không? Dạ, ăn cháo, miếng cháo. Nóng rồi. Ngon không? Cháo ở đây buổi sáng mới ăn. Chị xin. Ồ, bỏ miếng gừng luôn nữa. Cô cháo đây buổi sáng cô nấu hay chiều cô mới nấu? Đây là cô bán cả ngày luôn. Đồ. Uống miếng chè chị nha. Giờ. Chè chín bé nãy là chạy về có khách không gì? Khách vô. Con có muỗng nó bự hơn này nó cũng mất không con. Con cảm ơn con. Đấy gì đấy. Ở đây chị không lúc nào sợ đói thì gần như chợ luôn. Đói cái nào ra chợ luôn. Ở đây không lúc nào sợ đói. Đấy đấy. Đi. Cho thêm cái tí nước muối gừng này nè, muối cho nó vừa béo nè. Ôi, rất ngon. Để ghi món này là đúng không? Ừ. Ngon. Cho con thêm 5 trứng này nữa coi. Ngon quá. 5 ngàn trứng rồi. Đây. Sướng khổ quá nhau lắm, nay phải ăn hết 20 quả. Và tất cả các món khác nữa. Cái mềm nó không có cứng hay gì không ha? Mềm mà. Ừ, ngon quá. Chè ngon. Ngon rồi. Nghe đang ăn mặn, nghe đang mặn. Đây, 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 cái gì vậy? Cái này là cái gì ạ? Đây, bây giờ còn lấy thêm gừng lên, bỏ ra cái chén này ăn. Mình bốc luôn đi ha, tay mình rửa rồi mà. Đúng rồi, cô. Cảm ơn cô. Khi mà như vậy là mình sẽ giới thiệu cái giá cả cho khách du lịch biết. Dạ. Yeah. Nương cái tô này là bao nhiêu tiền cô? Cái tô này ốc nè, 40.000. Ờ 40.000 thôi thấy không? 40.000. 40.000 một bát to rum. Đây, đây là bún chả nha. Thịt nướng, bún rau. Ê à, rớt mất sung rồi. Đây đi chị xúc cho. Đây sao ăn cùng rồi em mời cả nhà nhá. Ngon chị, nó hợp không, chấm với ấy có hợp không, chấm nước ớt hợp à? Hợp. À, cái này để dành cho chị nha. Ừ, cảm ơn em chị. Rồi cảm ơn nào. Đây của em đây. Kẹp miếng gừng vô ngon mà. Ngon bự quá. Mời cả nhà nha. Ngon không? Ngon ở trong miền Nam không? Ăn được. Đơn giản mà. Mình chỉ ăn rồi. Bây giờ hỏi đi có phải món cá đen không? Sao nướng cháy thế? Tại vì cho thấy nó màu đen. Tại vì bà Lương hơi quá đà đâm ra là hơi cháy đâm ra dai dai. Cái này cá bóng ạ. Cá bóng. Nướng này nó kỹ nó ngon. Đó. Ngon. Nhưng phải nói bụng dạ chị em mình tốt nhỉ. Đang ăn chè.
Sao lại ăn cá lướng? Hai em muốn chả. Đây không muốn chả. Đây là ăn trứng nữa. Đây, em rửa rồi. Mà cá này ngon nhá. Chị đi hội á, chị thích ăn cá lướng. Ngon ngọt. Nó hơi dài chứ ngon. Cá này ông bì cũng ngon. Chị đồng ăn bóc em không? Đúng rồi, ăn thịt nữa. Ăn đi kiểu Hàn Quốc nè. Ăn chấm với mắm mặn ngon hơn. Chấm mắm. Ừ, mắm kiểu người pha bún chấm ấy. Đúng. Nhưng mà cá này cũng rất là ngon nhỉ. Cá này gọi là cá bống. Đúng không ạ? Đúng rồi, cá bống. Ngọt ngọt. Ừ. Dai. Dai. Dai ngọt. Mọi người kiếm luôn. Cho con ba cái quả, ba cái chén đi con. Rồi. Mọi người cứu đây con. Để mình được bỏ ớt lên. Chén nhỏ. Đây. Chén đây. Em cảm ơn. Đó mà múc cho chị Thọng đây nha, còn một quả trứng vừng nữa nè. Em không, để chị ăn ốc đi. Hai đứa ăn cái này đi. Mọi dạ. Chị ăn hải cứu thôi. Mấy cái bát ấy ạ, bát nhỏ ấy ạ, để con ăn được. Dạ thịt quá. Chị Nga nên nhớ là chén đó, ở ngoài này là chén uống rượu này này. Đây là cái ly này. Đấy. Thế nên xin chén là phải cho cái chén ngay. Cái này là cái ly. Còn ở ngoài miền Bắc cái này gọi là cái bát. Đây là chén. Cho cháu ít nước chấm ốc nha. Ôi. Ngon không? Có được mấy quả chị? Quả táo này ngon này. Có được mấy quả? Ăn được mấy quả? Hết luôn. Hết luôn hả? Đây, nóng bụi nhớ. Ôi, đúng ốc của con đúng không? Wow. Ê, đúng ốc này. Wow. Ai ngon hơn? Nóng bụi nhớ. Lúa sư phận là bún ốc. Con ăn không? Làm tí nhá. Dạ em không ạ. Em đang ăn với trứng trứng vịt lộn thuốc Bắc. Nghề cứu thuốc Bắc. Đây chị Thuận. Em ăn đi chị, cho chị ăn ốc đi. Dạ, đây chị Nga. Em ăn cái đấy đi. Ngon biết ăn cái lá này. Chị Nga không thích ăn rau. Để ăn cái lá đấy tốt lắm ấy, nghề cứu đỡ đau bụng. Em không biết ăn cái lá này. Thế à? Món này ra cái lá đi. Đây món thích ăn cái này. Đúng rồi. Mọi bữa nay làm mạnh mẽ là quất nguyên một con vịt đi. Em quất nguyên con mà. Ừ. Bữa nay món biết ăn rồi. Wow. Trời đất ơi, nhà này cô mới thấy nước chấm đây. Nhờ chị Thuận, nhờ chị Nga rèn luyện là bây giờ món ăn được cả con rồi. Mày cả nhà nha. Hột ớt lồng này cứu. Hột vị lợn hầm thuốc Bắc. Ngon. Ừ. Ăn được kết hợp với ngải cứu đấy rất tốt. Ừ. Nó đỡ đau bụng á. Vừa đỡ đau đầu. Ừ, ngon nhỉ. Ngon, ngon. Đã ngon. Ôi, giờ mới ăn mới hả? Ngon, ăn bữa ốc. Cô giấu đồ nghề dữ quá con. Kiểu các bí quyết rồi, nên giờ ra dần dần. Đấy, cứ bây giờ cô mới lấy nước chấm ra để mà chấm sống thịt nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi cô. Ăn dần dần. Rồi em, giờ mới ngon nè. Hai em ăn thôi nha. Ừ. Chị ngấy mỡ, ngấy thịt tủ đấy. Ngon chị Hồng, không phải làm thịt. Ngon quá. Người này người kia. Ngon chưa? Chấm vô nè. Chấm cái này mới đúng bài nè. Không mà hết luôn chị. Chấm này mới đúng bài nè con. Dạ này mới nước nè, ngon mà. Giờ con mới mang nước chấm ra. Con không có nước chấm gì hết. Cái đồ con chấm tương đấy. Ngon quá rồi nhà. Em ra miền Bắc chơi tối hôm qua nhỉ? Yeah. Hôm nay mới là 2 hôm. Thế mà có khi mình cứ đi miên ngang một tuần này có khi nên là tạ mất thôi. Một tạ là ngoài miền Nam gọi là 100 cân đó cả nhỉ? Chị thấy trốn à? Chị thấy sợ một tạ quá trốn rồi. 100 ký ạ. Giá đây may quá thắng cuộc không trốn rồi. Ừ. Ai ở miền Nam mà ra đến miền Bắc ăn cái gì cũng phải luôn. Dạ. Cô mình có nước cốt chanh không cô? Nước cốt chanh. Trà chanh ạ. Không, nước cốt chanh. Em uống trà chanh không? Ở đâu ạ? Cứ cho cháu 2 cốc trà chanh ạ. Ở đây có luôn ạ. Ít lá thôi bác nhá. Đây. Sao ở đây cái gì cũng có hả bác? Cũng có mà. Mình cái gì cũng có đúng luôn mà. Như là Doraemon, túi của Doraemon ấy. Em thích ăn nước ốc mà cái gì giấm bỏng á, chị cua chị nào thôi. Đây là nhà giấm con dạ
con là con vịt. Thế phải pha cái này một chì luôn đi em. Nãy như nghe là bị gì em không ngon à. Hai nè, món tây lắc mình nha. Ăn cùng mấy miếng táo nè, rất ngon. Mời cả nhà nha. Ừ. Vịt nó hơi già rồi sao ấy. Không phải đâu. Con vịt nào già nó có lông á. Ừ. Con vịt này vẫn non mà. Táo này ăn rất là tốt cho phụ nữ này. Đúng rồi. Còn miếng nó lồng vàng rồi. Cái nước này không có bỏ sót ha. Uống nước là nước ngon. Nước này tốt mà chị. Ăn này bằng hết thôi, bỏ phí. Cái nước này ngon lắm. Mon đấy em một cái ngon. Hai đứa nó dô với nhau, mình dô chị. Mình dô với khán giả, xin mời khán giả dô. Nhà mình có bánh tráng nướng không? Dạ không. Làm cái hai cái bánh tráng nướng đi. Bơ cô ơi, chắc ngon lắm rồi cô ạ. Cháu hai cốc trà chanh. Nói là định ăn hai chục trứng nhưng mà ăn hết nổi rồi. Nhiều món quá ở nhà. Mục đích là vô đây ăn trứng thôi. Nhưng mà thấy đồ ăn nhiều quá là món nào cũng gọi ra hết. Ốc nữa nè. Cô dọn dần nước con với nhá, con nhá. Cảm ơn cô. Buổi chiều còn wow. Nem nướng này. Vô. Chim giá cút giá. Vô. Có cả chim mà. Chim cút giá. Chim có cả nem cút giá. Cái gì ạ? Không. Tụi em ăn rất nhiều rồi, em cảm ơn. Chim cút giá, ở đây nhiều mà. Chim. Ngon quá cả nhà. Đây là thực ra nó chỉ là một cái chợ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà món gì cũng có chứ ha. Đầy đủ. Mua món gì đầy đủ hết. Quần áo thì ở trên tầng 2. Ui. Quần áo tầng 2. Tầng 1 thì là đồ dùng với đồ ăn vặt. À. Tuyệt vời. Cả nhà thấy không? Spa của Thu Thuận là thích nhất là gần cái chỗ cổng chợ, gần cái chợ Đồng Kỵ này. Đói bụng cái là thích ăn cái là vào chợ là có liền. Không sợ đói. Mình ở đây là bán từ lúc mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Bán từ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng mà công nhận em thấy ở Đồng Kỵ là nhiều đồ ăn vặt nhiều nhất ấy. Ở khu Từ Sơn ấy. Ngon quá. Món yêu thích của em ngon. Đây là bắt. Thực ra ốc này là ở ngoài miền Bắc thì có được, ở nhà trong miền Nam không có nha. Ốc này được gọi bên ngoài mình gọi là ốc gạo đó. Còn trong miền Nam ốc gạo của nó là nhiều ốc đắng ấy. Đắng lắm. Đấy. À? Còn đây mới là ốc gạo này. Nó giống như hạt gạo chứ gì. Nó sật ít có con. Tùy từng nơi, như ở nơi nhà chị gọi là ốc vặn. Đó là hình vặn đấy. Nhìn thấy vặn chưa? Dạ. Nãy em ra chợ em hỏi người ta hỏi ốc gạo người ta nói không? Người ta biết gì hết. Em hỏi ốc vặn thì người ta biết. Hồi nãy mình đi chợ đó. Phải nó không? Phải con này không? Phải. Đó mà thích ăn mấy con này. Dạ, cháy mà. Nó bị đen. Đen như là chú bao công vậy mà không sao. Em bảo bà bảo nướng như thế nó mới ngon. Ốc này ngon nha. Ăn nhiều chưa? Món em thích. Ăn được không? Mà. Ăn được không? Quá được luôn hả? Dạ. Bán này chỉ một tháng bán được nhiều không hả cô? Cô mua được mấy căn chung cư rồi á? Chưa có căn nào luôn. Cô chỉ mua được kỹ. Con chưa mua được con khỉ nào nữa. Cô bảo có con khỉ. Thế nào cô mua được có mỗi con khỉ thôi. Ngon quá. Ngon. Đây chị cho mang vô. Con mang vô nó ngon quá. Chị Nga mình quất đâu? Một tô bún chả. Đấy ăn ba ổ mình chấm sữa. Một tô cháo. Em cũng ăn hai ổ rồi đi. Chả này chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Đó là ăn làm gì đó có ai mua được. Không để mua được khu chung cư đâu. Đất luôn đi. Đất cả luôn đi. Không mua chung cư đâu mà chỉ mua mặt phố thôi. Bây giờ bất nhờ bây giờ chị bán tầm khoảng
bán từ sáng đến chiều như vậy. Khách gặp tầm khoảng chục lượt khách giống như bọn em thôi à. Có tới luôn chị ha. Đúng rồi. Đã làm, người bán cả ngày mà kiếm đấy. Thấy cô chịu khó, cô chú chịu khó. Dạ. 4 tuổi rồi mình chịu khó ghê luôn á. Mấy cô lớn tuổi rồi à. Thôi rau ra chợ bán rồi. Dạ. Ngon quá. Ở đây, ở quê chị là thế mà. Nhiều các tuổi già, các ông bà già rồi vẫn cứ ra ruộng dồng rau buổi chiều á. Hái rau sáng mai lại dậy sớm đi bán sớm. Ngày xưa nhà đấy, bạn, ngày xưa bà lộ em cũng vậy. Quay đấy, anh em quay đấy là các bà dậy sớm đi bán sớm ấy. Cái đó là xả hả? Xả, xả nước. Mình ăn dồng trong vị nó tiêu tiêu. Cả nhà có dịp thì cả nhà hãy qua Thu Thuận, ca sĩ Thu Thuận ủng hộ chị với nha. Cảm ơn cả nhà nha. Mà chị Thu Thuận có hơn 2.000 sắp rồi hả? Gần 2.000. 200.000. À gần 200.000. Gần 200.000 sắp rồi. Là 192. Là sắp mì tôm. Chị không xem YouTube chị không hiểu. Nói ra tiếng Việt chị mới hiểu không? Tụi bay cứ nói cái tiếng này sao gì? Đăng ký gần 200 lượt đăng ký. Đăng ký kênh nghe chị có xem cái YouTube không? Đấy chị không hiểu YouTube là gì mà. Đúng rồi, chị đi du lịch. Ngon quá. Này kiểu gì mà chị ra hết à? Trời biết lẽ ấp rồi, tại đi với em với mọi người. Xong là ăn thêm miếng sung vô. Không, em không biết ăn đâu. Ngon. Không, ăn mình đi. À, chị nhờ. Ăn ấp và sung chưa? Nghe đúng rồi. Sung mà nó bị khá sung là cũng ngon chứ. Nó đúng vị á. Cái này chắc ai mà lẻ hết cho em 10kg ngồi năm chứ. Không biết. Ăn thế nào mà thêm. Nếu mà em ăn hết 10kg này á, là chị giao cái lại cái quán này cho em nha. Ừ, ăn luôn. Chị đâu? Bắt tay để quay video chị ra đây, chị ra đây. Bây giờ em phải lấy giấy. Bà chủ, bây giờ phải như này nhá. Bà chủ đây. Bây giờ chị bảo bây giờ em phải lấy giấy để viết tay đàng hoàng ký hợp đồng rồi ơi. Chị dám chơi không? Lớn mồm không nói nữa mà bây giờ phải viết giấy cam kết. Mà em ăn hết 10 ký này là mất luôn cái quán. Chị lên YouTube coi bạn này một mình bán ăn một phần của 10 người ăn. Một mình bạn ấy ăn một phần của 10 người ăn. Ví dụ 10 người bình thường như bọn em ấy, một mình chị ăn. Dạ là chị sắp mất cái tiền rồi nha. Suy nghĩ kỹ đi nha. Mai tính nha. Mà suy nghĩ rồi hả? Mai tính. Cho suy nghĩ lại, nếu không thì để em. Để em về em lấy giấy tờ viết hợp đồng ký kết đấy. Là nhà chị biết đâu bây giờ này luôn biết đâu giờ hai chị em mình nhờ chị Nga đi mình sau này mình còn có chỗ để mà mình ngồi đúng không chị Thuận. Chị ấy mình chị vừa mới quất hết 3 tô bún 5 quả trứng rồi đấy bây giờ này 5 quả trứng của chị nữa. Siêu nhân là hàng rồi một đĩa chả nữa hai chị em vẫn người miếng no rồi ứ rồi. Mình ăn no. Rồi nhìn thấy hình bụng chưa? Cô thấy bạn này ăn giỏi không cô? Đúng. Đấy chính cô làm cho bạn ấy luôn. Năng lấy cô nhiều chắc, bún. Chắc là tại cô làm ngon quá. Cô sợ không ăn được hết. Năng lấy cô nãy giờ cô không làm bún cho luôn ấy. Cô kia không ăn hết. Cô sợ nhiều. Được hết. 1 2 3 go. Bà tại nhà ấy. Ở nhà thì bây giờ ba chị em mình cũng ngồi ra ăn uống với nhau để mà chuyện một chút xíu nữa. Thì Mon xin được phép tạm dừng video tại đây nha. Nếu như cả nhà yêu thương chị Nga Sumo, cũng yêu thương chị Thu Thuận và cũng yêu thương bé Mon thì hãy cho Mon xin một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Và hãy qua ủng hộ chị Thu Thuận với nha. Spa của chị Thu Thuận chuyên trị nám này, nói chung là everything, tất cả về da. Đó. Hãy qua ủng hộ chị Thu Thuận với giá cả nó cũng rất là khá rẻ, giá học sinh luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bạn nào mà bị lám thì alo cho số điện thoại của mình là 086 26 13 626 và gửi địa chỉ để mình sẽ gửi thuốc và
thuốc lá và hướng dẫn cách là sử dụng, là về các bạn tự chăm sóc được tại nhà là sẽ mờ được lá và hết được lá nhé. Đó, quá là tuyệt vời phải không cả nhà ơi. Thì thôi bây giờ là Mon Vlog là cùng với Nga với lại Phương Thuận sẽ tiếp tục ngồi với nhau nha. À, và mong có một đôi lời nói với cả nhà là thực ra Mon rất cảm ơn cả nhà vì suốt khoảng thời gian qua cả nhà đã theo dõi và ủng hộ cho Mon nha. Mon đạt được ngày một ca súp như ngày hôm nay thì cũng nhờ cả đại gia đình nhà mình nhiều, và cũng một phần là cũng nhờ chị Nga Sơ Mô nhiều. Vậy nên cảm ơn chị. Đấy là Mon đã đạt được một phần, đạt được cái ước mơ. Mon xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Chị còn đứng ngơi. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương bé Mon nha. Nếu như trong video này có gì sai sót thì mong cả nhà góp ý nha. Nếu như cả nhà yêu thương bé Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Yêu cả nhà thân nhiều ạ.